đẩy lên trên làm trên khi mình đọc chữ R này miệng hơn câu lưỡi vào trong R đúng đó R nào R R ok mày nữa R R R R kéo lưỡi vào trong để với vị trí như này lưỡi nhá trên làm trên R R R R ok R R ok nào xin mở O khờ như này O khờ O O khờ L R O R âm quấy đấy. Tăng điểm của tiếng Anh nó khác với tất cả âm khác đều là âm quấy. Rock. Rock. Ok, tiếp theo. Rock. Nhìn thêm này, đây là cái gì ạ? Stress chính là trọng âm nhá. Nghe nhá. Cô giáo ấy gọi cái này nó là số sắc. Đúng chưa? Trọng âm. Mục đích của trọng âm là gì? Cao hơn, dài hơn các âm còn lại. Được chưa? Nhìn này, cái gì đấy? Cái gì ạ? R E R E R E Re R E Re Re okay Re 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 okay Reason 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 đặt đến số sau học đây Reason 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 đó bây giờ khẩu hình của mình nó như thế đấy, nó ngoài mình nó đang đúng reason reason ok tạm thế đã, thằng này in là nét như này đấy, y này, ai chấm là y gì, y dài đúng rồi y và con chuẩn em chưa nhá, ở sàn each 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 đấy là câu chuẩn nhá, rồi each chung ngồi each rồi phải là each rich rich rồi rich rich ok em ở trước không hỏi ông này ông chú gì ông chú một gì nhá rich rich chú một này rich rich đặt gì đó nè cái tập của chúng như này rich rich chú một là rich rich kéo mũi lông chung một rich rich